Xin chào các bạn, mình là Hoàng Thành Trung. Ở có một video trước mình đã nói về vấn đề lệch không, nó sẽ tạo ra vấn đề ở chân ngắn chân dài. Mình để đường link bên dưới là cái bài test đấy. Thì hôm nay mình đã đi vào giải quyết cái vấn đề lệch không do bị lệch cơ. Rồi, cái bài đầu tiên sẽ là single leg standing hip raise. Hoàng sẽ đứng lên một cái bục cao này. Bạn thể chọn ghế hoặc là đặt những cái gục tạ ở đây. Ở vị trí này mình sẽ thả lỏng hông một bên cho nó rơi xuống. Rồi, từ đó đẩy lên cân bằng hai hông. Việc này sẽ tăng cho mình cái vùng là core stability. Ở đây mình có giữ thăng bằng nữa. Chân còn lại giữ thăng bằng rất là nhiều. Cái vùng cơ mông các bạn sẽ cảm giác của nó hoạt động rất là nhiều. Xuống, lên, xuống, lên. Rồi. Ở bài tập này mình muốn thẳng, hoàn thẳng gối. Mình chỉ cố gắng đẩy cái phần hông này thả lỏng thôi, nó sẽ tự rơi xuống. Ở đây vùng hông sẽ hoạt động chính. Các bạn này có thể nhìn cận cảnh vùng mông xuống bằng nhau, chân rơi xuống chéo lại bằng nhau. Đây là bài rất tốt để tập cho vùng mông và tập cho thăng bằng cơ thể. Nó sẽ tăng cái độ ổn định của vùng hông và cũng tăng độ ổn định vùng kho luôn. Rồi, tiếp đến là động tác pump rock hip. Động tác này sẽ giúp mình cải thiện vùng mobility của hông, cải thiện vùng cơ quyeo, vùng bụng bên oblique và vùng mông. Đây mình đã đi này, các bạn lưu ý đây. Bài này mình muốn giữ người thẳng. Giữ người thẳng, đi. Thẳng người, các bạn sẽ cảm giác rõ cái vùng kho đang hoạt động. Vùng sau lưng, vùng mông. Thẳng người, giữ thẳng người. Đây đi dọc, bây mình sẽ đi lùi lại. Lùi. Đây bài rất tốt để cải thiện sức mạnh vùng hông và vùng kho. Lại đi tiếp. Ok. Rồi mình tiếp tục cái bài tiếp theo là bài side plank. Cái bài side plank là bài cực kỳ tốt để mình phát triển cái core stability, đặc biệt là cái vùng bên này. Với những người bị lệch hông thì hai vùng bên này nó sẽ có bị lệch nhau khá là nhiều, bên yếu một bên căng. Rồi, bài này giúp cho cả hai bên cùng khỏe luôn. Side plank là bài cực kỳ tốt để phát triển core stability và vùng hip stability. Nó cho vùng core và vùng hông của bạn sự ổn định rất tốt. Các bạn có thể tăng độ khó bằng cách nhấc chân lên. Và để đập đúng bên này, mình muốn kích hoạt được vùng xô ở đây. Đẩy vai xuống. Đẩy vai. Cổ cao, kích hoạt xô. Ok. Ở bài tiếp theo mình muốn là kích hoạt vùng mông. Mình sử dụng bài glute matching. Đây. Tư thế glute bridge. Đẩy mông lên. Giữ hông ổn định. Sau đó mình nhấc từng chân một. Khi chân một chân nhấc thì chân còn lại sẽ phải đạp mạnh hơn để giữ ổn định cái vùng hông này. Đây là bài tăng ổn định cái vùng hông và kích hoạt cái vùng mông. Đây là bài rất tốt để các bạn có thể chữa cái vấn đề bị lệch hông. Ok. Được chưa? Rồi. Rồi, đạp chân. Nhấc một chân lên. Tốt. Chân đạp xuống, giữ ổn định vùng hông. Rồi tiếp tục. Luôn nhớ là mình sẽ đạp mạnh chân còn lại xuống đất, giữ ổn định vùng hông. Bài tiếp theo có tên là single leg squat knee tap, nghĩa là mình sẽ chạm gối xuống đây, sử dụng một chân, gập hông ở đây, gập hông, đưa người ra sau, hai tay rơi về trước để thăng bằng, gối chạm nhẹ vào cái yoga block này. Các bạn nhớ nhá, mình muốn chân ở sau nhấc lên. Khi đã quen rồi mình có thể bỏ cái yoga block đi và chạm xuống đất. Đây là bài cực kỳ tốt để tăng sức mạnh vùng chân dưới, tăng ổn định cho vùng gối, các cơ quanh gối, tạo sự thăng bằng, bàn chân để bám. Trong bài này các bạn lưu ý nhá, mình muốn đẩy gập cái phần hông này để cảm nhận cái vùng mông nó hoạt động. Và cái thứ hai cảm nhận được vùng cơ quanh gối hoạt động. Đây, bạn nhớ này, mông, cơ quanh gối, chân bám chắc xuống sàn. Đây là bài cực kỳ tốt để cải thiện sức mạnh chân dưới và tăng cái ổn định cho vùng kho. Bài tiếp theo của những bài stretch thì mình sẽ muốn là giãn cái vùng cơ ngang bên này và cụ thể là vùng quyeo. Đây là bài side stretch. Các bạn lưu ý nhá, mình muốn ở tư thế này phải cảm nhận được nó giãn dọc cái vùng này. Và khi vào tư thế rồi, thở, hoàn thở anh. Hít sâu, thở ra. Cảm nhận cái vùng cơ này nó giãn ra. Trong cái bài stretching ấy, mình sẽ muốn cảm nhận cái vùng này nó giãn thật ra và các bạn phải thở nhá. Hít thật sâu vào, thở hết ra. Lưu ý đây, mình giãn bên phải thì chân phải sẽ ra phía sau.
để có thể kéo dài cái vùng này. Okay. Bài stretching giúp giãn tiếp theo mình sẽ là vào bài core stretch. Cái này giúp các bạn giãn cái vùng hông, cụ thể là vùng hip flexor để giúp nó mở tốt hơn. Rồi, ở đây đặt một chân ở phía sau, em thể để gối lên đây cho nó đỡ đau. Các lưu ý bài này mình nhá, mình muốn này từ vùng thân lên cái vùng chân đây nó phải tạo thành một đường thẳng. Từ đây em đạp chân này, siết vùng mông. Rồi, chân trái giãn thì giơ tay trái lên, giơ lên trên trời, giơ lên trên qua đầu, đạp vùng mông, vùng này luôn gồng cho anh, nó phải giữ được thẳng ở đây. Các bạn sẽ cảm giác rõ nó giãn kéo căng ở đây ra. Rồi hoàn hơn gập người về trước một chút nha, anh muốn tạo đường thẳng. Rồi tốt. Rồi giữ đấy, đạp chân. Rồi đạp chân, siết mông để bài tập thêm hiệu quả hơn. Các bạn lưu ý một cái vấn đề nữa bài cho mình nhá, mình không muốn là cái lưng nó cong. Rồi em cong thử cong lưng, mình không muốn cong cái phần lưng ở đây mà mình muốn đạp chân và siết mông, nó sẽ giúp phần lưng này nó thẳng hơn thì cái vùng hip flexor này nó mới giãn được hiệu quả hơn. Cái này được giãn rất tốt để giúp mở vùng hông này. Okay.